Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác xử lý vi phạm tiếng ồn. Theo đó, thời gian qua, việc cố tình gây tiếng ồn trong sản xuất, kinh doanh và cộng đồng dân cư diễn ra tràn lan, trở thành vấn nạn đô thị. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị thủ trưởng các sở ban ngành, các quận huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục xử lý nghiêm nhóm hành vi vi phạm liên quan đến tiếng ồn, phòng chống dịch, an ninh trật tự. Địa phương để xảy ra vi phạm tiếng ồn do buông lỏng quản lý, ảnh hưởng tiêu cực đến phòng chống dịch hoặc an ninh trật tự thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý người đứng đầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng giao các cơ quan chức năng như Sở Tư pháp, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên, Môi trường đề xuất ban hành quy định nhằm xử lý hiệu quả vấn nạn này. Sở Công thương, Cục Hải quan và Cục Quản lý thị trường nghiên cứu thực trạng nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thiết bị âm thanh, loa, MP và công suất, qua đó đánh giá tình hình xử lý vi phạm hành chính. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt ra vấn đề tại sao theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, giới hạn tiếng ồn tối đa là 70 dBA nhưng các thiết bị âm thanh công suất lớn vẫn được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh.